Em tên là Lê Thanh Nguyệt. À, năm nay thì em 30 tuổi và hiện tại là em đang kinh doanh. Em ở Gò Vấp hả? Gò Vấp, xin mời bạn. Em chào Lộ và anh Tuân. Em tên là Bo, bạn bè thường gọi là Bo Đinh. Em cũng 30 tuổi và kinh doanh với lại bạn. À, oh. Kinh doanh cùng với nhau. Dạ. À, mình kinh doanh về cái gì? Dạ, em mở một cái siêu thị mini ở trong một chung cư. À, vậy hả? Dạ. Rồi hai người cùng làm với nhau luôn. Dạ, đúng rồi. À. Nguyệt với lại Bo quen nhau bao nhiêu lâu rồi ha? Dạ, dạ. Cũng gần 6 năm. Ồ, oh, vậy hả? Dạ. 6 năm rồi hả? Làm sao bọn mình gặp được nhau nè? Tụi em quen nhau là qua Facebook. Em là người kết bạn với Bo trước. Kết bạn xong rồi cũng để đó thôi, chứ cả hai thì cũng chưa không có nói chuyện. Tầm khoảng một tháng mấy, hai tháng sau là hôm đó là sinh nhật của em, thì em mới đăng lên Facebook là tự chúc mừng mình vậy đó. Thời gian đó là em mới chia tay người cũ, thành ra mình cũng hơi buồn, nên em mới đăng những lời tự chúc mừng mình. Xong rồi bạn này thì mới vô là chúc mừng sinh nhật của em. Đặc biệt đó là cái câu bạn đăng lên đó là có một cái nỗi buồn gì đó, rồi Bo mới vô chúc mừng bạn. Tầm khoảng 2-3 ngày sau thì kết bạn Zalo rồi hai người nói chuyện với nhau. Riêng bản thân em á, là em chỉ có hỏi bạn là ở đâu và cho Bo cái số điện thoại. Rồi một kết bạn Zalo, tự giới thiệu bản thân mình luôn. Tự khai luôn á, không cần em phải hỏi luôn á, cho dài dòng. Nói chuyện qua lại, từ đó sẽ có một cái cuộc hẹn gặp ở trên Sài Gòn. Mà lúc đó là Bo là Bo ở quê hả? Lúc đó là Bo ở Tiền Giang, Mỹ Tho, còn My thì ở Sài Gòn. Lúc đấy Bo giới thiệu về bản thân Bo như thế nào mà Nguyệt quyết định là sẽ gặp nhau? Lúc mà Bo nói Bo ở Mỹ Tho thì em nghĩ chắc cũng chỉ là bạn thôi. Tại vì lúc đó là em đang ở Gò Vấp, mà Bo ở Mỹ Tho thì khoảng cách cũng hơi xa. Mấy ngày sau thì Bo nói là Bo sẽ có một cái chuyến lên Sài Gòn để thăm mẹ, xong rồi sẵn là gặp em luôn. Lần đầu tiên mà mình gặp ngoài đời, sau khi một cái cuộc trò chuyện rất là dài online thì cái cảm xúc như thế nào? Em mới đi làm về đó là tầm 12-1 giờ trưa đó, là mưa tầm tã luôn. Em cũng có cái dự định đi lên Sài Gòn để mà thăm mẹ. Vô tình bạn này nói cái gì đó vu vơ, cái em nói thôi quyết định hẹn gặp nhau vào chiều nay. Em đi xe máy đi lên Sài Gòn là khoảng gần 2 tiếng, mưa trắng trời luôn đó. Tới Sài Gòn 2 giờ em mới hẹn là 4 giờ gặp nhau. Lên trong cái tình trạng mệt mỏi. Nói chung là cả hai người ướt như chuột lột vậy chị. Mình gặp nhau ở đâu em? Em hẹn Bo gặp ở nói chung ở rạp phim. Rồi ấn tượng khi mà thấy nhau không có được gọn gàng ngăn nắp lắm. Rồi tèm lem tút lút vậy hết trơn. Thì ấn tượng của nhau như tốt không em? Em thì thấy phấn khởi lắm, tại vì dạ lúc nãy cũng là tăng trí, mình chỉ muốn gặp cái người mình thích thôi, nên em cũng không có để ý gì ở ngoài. Với lại như là đã thích trước rồi, cho nên khi gặp là mà hoàn cảnh là ai cũng giống nhau, cho nên là thích là qua cách nói chuyện rồi cách chia sẻ với nhau rồi đúng không? Dạ. Xem phim gì em nhớ không? Phim nắng. Phim nắng, bữa đó là mưa nhưng mà em lại đi coi phim nắng. Xuất sắc. Thật sự là lúc đó hai đứa cũng không biết coi phim gì, tại vì mình cũng không có trong kế hoạch của mình á. Cái vô thì thấy phim có phim gì thì mua mình coi phim đó thôi. Trong thời gian xem phim là mình chỉ xem phim thôi hả? Dạ đúng rồi, có xem phim thôi. Tại vì lần đầu gặp mà đâu làm gì đâu. Mà lần đầu nữa. Rồi sau cái buổi gặp đó thì bao lâu sau mình quyết định gặp tiếp? Cũng 1-2 ngày á, để Bo sắp xếp công việc ở dưới. Em mới nhắn với Bo là em xuống Mỹ Tho chơi. Rồi bọn mình chính thức quen nhau luôn chứ em? Mới là chính thức quen nhau luôn á. Rồi cái chuyến đi Mỹ Tho của Nguyệt, em kể lại một tí xíu được không? Em xuống Mỹ Tho thì trong tầm khoảng là 2 ngày thì Bo chở em đi ăn nè, đi tham quan Mỹ Tho. Xuống nhà Bo thì mà có gặp gỡ gia đình của Bo không? Gia đình của Bo thì hiện tại là chỉ có nội với lại lúc đó là chỉ có nội với lại hai bác thôi. Còn thì mọi người cô dì chú bác thì định cư ở Mỹ rồi. Sau cái chuyến đi đấy ngắn ngày nhưng mà mình đã quyết định quen nhau rồi luôn. Dạ đúng rồi. Tại vì em có một cái ấn tượng là khi mà Bo chở em đi chơi á, lúc mà đang trên đường đi thì vô tình là có một cặp vợ chồng đang ẵm một đứa bé. Lúc mà đang chạy thì gió thổi thì vô tình cái nón của em bé nó rớt xuống đường. Đang chạy giữa đường như vậy thì Bo dừng lại và nhặt cái nón nó lên giúp cho cái chị đó. Vô tình làm cho em cảm thấy là đây là một con người hay thích giúp đỡ người khác á. Cái ấn tượng đó làm cho em cảm thấy rất là
thích. Tôi nghĩ trong người là mới quyết định là quen. Đúng là có nhiều cái cử chỉ nó nhỏ thôi á, nhưng mà nó thể hiện được cái tính cách của người đó. Đúng, dạ, đúng rồi. Mọi người nếu muốn có người yêu thì mới mốt mình phải là có lòng tốt với người khác. Mới biết nhau như vậy thì mình có cái ấn tượng nào mà không hay về nhau không? Là có cái điểm nào đối phương mình không thích? Thật ra lúc đó em quen Bo là em tầm khoảng 24-25 tuổi à. Nhà của em thì cũng hơi khó. Ngày trước khi em đi học á, thì cũng cấm em chơi với những người có hình xăm. Nó vô trong cái đầu của em là em thấy không người nào mà xăm hình là người đó không tốt, kiểu quậy gì đó. Thì em thấy mới đầu em cũng hơi sợ thôi. Dạ, em thấy em cũng hơi sợ. Nhưng mà em xuống cái chuyến Mỹ Tho đó thì em thấy giống như là có người hoàn toàn khác. Ở ngoài xăm nhưng mà thật sự là ở trong thì... Đúng rồi em ơi. Dạ đúng rồi. 4.0 rồi, ai mà đánh giá người ta qua hình xăm. Không, nhưng mà tại vì xăm rất nhiều cho nên ngồi giải thích đó. Dạ. Lắm lộ. Không, em chỉ có một hình thôi. Là sinh viên bụng dải đó anh. Rồi hai bạn có nhớ khi nào mà mình có nụ hôn đầu tiên với nhau không? Hình như là lúc đó em muốn về Mỹ Tho, xong rồi ngủ ở nhà Bo 2 đêm. À, cho nên là chuyện gì tới là cũng sẽ tới ngay chỗ đó luôn đúng không? Dạ. Thì tới bao lâu thì mình mới về ở chung nhà với nhau? Dạ, thật sự thì cái việc ở chung nhà nó không có phải suôn sẻ như là các bạn khác. Tại vì nếu mà muốn ở với Bo á, bắt buộc là em phải, một là em phải xuống với Bo, hai là Bo lên với em. Mà tại trong thời gian đó thì Bo đang chăm sóc bà nội ở dưới quê nữa, thành ra Bo không có lên Sài Gòn được. Để muốn duy trì cái mối quan hệ này á thì bắt buộc em phải xuống với Bo. Nhưng mà gia đình của em thì thời điểm đó rất là khó. Lúc đó mẹ em cũng biết là em đang có một cái mối quan hệ mà nó theo như mẹ nói là nó không được bình thường á. Nó khác thường rồi. Cho nên là em bỏ nhà đi, em bỏ nhà đi. Bỏ nhà xuống dưới nhà Bo ở? Dạ, tại vì lúc đó là nhà em đang rất là căng thẳng cái vấn đề mà đang có dấu hiệu mẹ đang phát hiện á. Cái thời gian đó thì mẹ đang rất là gắt em trong vấn đề mà chơi với ai, làm gì, đi đâu. Trong khoảng thời gian em gặp Bo thì cũng đang rất là chết gia đình á, cũng như là cấm cản quen này kia, nên là em quyết định là em bỏ nhà đi xuống. Nhưng mà khi em bỏ đi như vậy em biết được phản ứng của những người ở lại như thế nào? Lúc đó là gia đình, nói chung là ba mẹ em rất là buồn, gọi điện này kia rất là nhiều, nhưng mà em hầu như là em không có nghe máy. Cái đó có phải là cách để bạn come out với gia đình luôn không? Rồi. Trước đó thì gia đình em cũng biết, tại vì em cũng quen một cái mối tình trước trong cái khoảng thời gian em đi học á, em cũng có quen một bạn như Bo. Thì mẹ cũng phát hiện, mẹ cũng có đánh tâm lý với em rất là nhiều, cấm cản là em không có được quen những người như vậy. Cho nên khi mà cái lần thứ hai quen người này đó, em quen Bo, thì em quyết định là không ở nhà nữa. Dạ đúng rồi. Thoát ly luôn. Tại em muốn một phần là để cho mẹ biết rằng là mẹ làm như vậy thì giống như mẹ đang quá là kìm cặp cái cuộc sống riêng tư của em á. Một phần là em cũng muốn come out luôn. Cái lúc mà em nói những cái mong muốn của em đó thì mẹ có cái phản ứng như thế nào? Mẹ định hướng cho em là con gái lớn là phải có chồng có con để sau này mình có người chăm sóc lo lắng mình, đúng rồi. Có chơi với những bạn như vậy thì chơi thôi, không cấm. Dạ. Không dám cấm, tại vì cấm là sẽ nổi loạn, cho nên là chỉ là khuyên là nên hạn chế thôi. Nhiều người hay bố mẹ đó hay khuyên là thôi giờ con cứ chơi đi, chơi chán rồi lấy chồng. Lấy chồng rồi xong rồi 1-2 năm rồi chán rồi bỏ chồng, giống như kiểu gay á. Chơi đi, em có chán thì lấy vợ. Dạ không vậy. Cái lần mà bỏ nhà đi xuống nhà Bo ở là ở bao lâu? Em ở tầm khoảng 4-5 ngày gì đó thì mẹ bắt đầu gọi điện cho em, nói là bây giờ nếu em không về á là bắt đầu mẹ sẽ đi kiếm em. Mẹ có lên cái Facebook của Bo là in ra cái tấm hình mà Bo làm ảnh đại diện á, xong rồi mẹ chạy xuống với Mỹ Tho. Mà tìm đúng ngay cái chỗ mà em không biết sao mà mẹ tìm đúng ngay cái chỗ mà Bo với em đang ở luôn, ngay cái chỗ Bo làm luôn, rồi đưa cái hình mẹ photo tờ giấy ra, đưa cái hình cho người ta hỏi là ở đây có ai, cái người như vậy này đang làm ở đây không. Thì trong cái lúc đó là trước khi mà mẹ em xuống thì em lúc đó là em đang trên đường lên bến xe đi về, thì mẹ tới thì mẹ không có gặp em ở đó với Bo. Lúc mà trên bến xe á thì mẹ có gọi, thì em nói là con đang trên đường về, thì lúc đó là mẹ mới nói hẹn em ngay chợ đệm á, thì lúc đó mẹ rước em về luôn. Cho anh hỏi Bo là lúc đấy là mẹ của Nguyệt là tìm thấy em luôn hả? Không anh,
chỉ là tới cái nơi em làm thôi, là mẹ chỉ cần chạy xe là tới ngay chỗ luôn. Tới chỗ nhưng mà hai bạn đã lên Sài Gòn lại rồi. Sau đấy em thấy tình hình như vậy á, em có quyết định là sẽ nói chuyện trực tiếp với mẹ của Nguyệt luôn chưa? Em hỏi ý kiến bạn này trước là có nên gặp mẹ hay không, mẹ tính tình như thế nào, để anh gặp anh thư gửi đàng hoàng. My thì nói là từ từ đi anh, để em về em nói chuyện với mẹ trước. Rồi cái cuộc nói chuyện sau khi em trở về? Không, lúc gặp ở chợ đệm đi, là gặp luôn hai người luôn hay sao? Dạ không, lúc đó là có một mình em đứng nơi đó đợi thôi, còn Bo là Bo dọn về. Cuộc nói chuyện đấy căng thẳng không? Dạ lúc mà em trên xe thì giống như mẹ sợ em bị tâm lý hay sao á, mẹ hoàn toàn mẹ không la, không nhắc rước không gì hết trơn. Rước được về là mừng mẹ rồi. Mẹ nói chuyện bình thường lắm mà em ngồi thì em quéo lại em sợ. Nói chung là mẹ sợ mẹ chửi em nữa thì em sẽ bị tâm lý. Nhưng mà rồi về tới nhà là mình cũng ổn định chưa hay là? Dạ về tới nhà thì mẹ cũng bình thường luôn, mẹ nhưng mà cũng hay nói mé mé thôi. Chứ mẹ không có hẳn là mẹ la em. Mé mé là mình công nhận quen cũng không sao hay sao? Giống như mẹ nói là con đừng có như vậy nữa. Vẫn giữ cái kiểu vậy. Cái quan điểm là tiêu chí là muốn mình trở thành một người phụ nữ bình thường đúng nhưng không? Nhưng mà cái cách thể hiện nhẹ nhàng hơn lần đầu. Dạ đúng rồi. Sau đấy khi mà mẹ vẫn giữ quan điểm đấy thì em vẫn ở nhà bình thường. Ở nhà nhưng mà trong thời gian đó thì mẹ hầu như là mẹ lấy điện thoại của em lại luôn, không có cho em xài điện thoại, không có cho em xài laptop. Nói chung là lấy lại tất cả mọi phương tiện mà em có thể liên lạc với Bo đó. Xe máy của em thì lấy mẹ lấy chìa khóa rồi lấy cà vẹt xe lấy hết, chứng minh nhân dân thì kia lấy hết luôn. Để cho em không có thể nào mà em đi được cũng như không thể nào liên lạc được với Bo. Thì em cảm thấy là ở nhà mặc dù mẹ không nói không la gì nhưng mà em cảm thấy rất là căng thẳng, rất buồn. Một khoảng thời gian đó thì em biết em có nói như thế nào thì mẹ cũng không có thể nào hiểu. Cộng với một phần là em cũng nhớ Bo nữa. Nên em mới quyết định là em mới năn nỉ mẹ là cho em mượn cái laptop nhỏ nhỏ để em nói là em học. Em mới lên Zalo á, em mới nhắn tin với Bo. Lần này em thật sự là em muốn đi xuống Anh lần nữa, mà lần này là em sẽ có em ý em nói là em sẽ chơi lớn luôn á, em quyết định táo bạo luôn á, anh phải giúp em. Nếu mà em đi lần này một quá là nhà mình sẽ hiểu cho mình, còn không thì coi như là mình đi luôn á. Thì Bo mới với lại nói với em là ngày mai Bo sẽ bắt taxi cho em, rồi em sắp xếp như thế nào đó rồi ngày mai em đi. Mà trong thời gian đó là nhà em canh em rất là kỹ nữa, chìa khóa nhà này kia là giữ hết. Sáng ngày hôm sau á, em dậy rất là sớm, dọn đồ đạc này kia các thứ rồi em mở cửa đi. Thì em canh là lúc đó là mẹ đang ngủ, còn ba thì đang đi ăn sáng. Đó, trong cái tầm khoảng là 6-7 giờ gì đó. Lúc đó là taxi đang ở trước nhà rồi. Thật sự là câu chuyện kể rất là đơn giản nhưng mà em nghĩ là nó không hề đơn giản như thế đâu. Anh không thể đơn giản chút xíu nào. Không có hề đơn giản như thế nào. Cái cảm giác nó hồi hộp. Dạ, rất là hồi hộp. Tại vì em vừa canh là em sợ đâu mẹ thức, rồi một mặt là em sợ ba đi ăn sáng về. Đợt này mình đi dài ngày không? Em đi lần này là em đi luôn tới 4-5 năm. 4-5 năm hả? Kéo dài tới gần 6 năm luôn. Có liên lạc về với gia đình? Dạ, trong tầm khoảng 1-2 năm đầu á, bị tâm lý là em sợ. Tại vì nếu mà em liên lạc với nhà thì em sẽ khóc. Trong tầm khoảng 1-2 năm thì em không có liên lạc. Không liên lạc luôn? Mẹ cũng không đi kiếm luôn? Dạ, mẹ với ba thì có gọi. Chắc là em nghĩ mẹ em muốn cho em giống như trải nghiệm hay sao á, thì mẹ em cũng không có kiếm em luôn. Nhưng mà em thừa biết là mẹ có thể kiếm em được. Khi mà Bo thấy Nguyệt cắt liên lạc với gia đình như vậy á, thì em có khuyên cái gì không? Cái ngày mà đầu tiên á, là em đã khuyên bạn rồi, nhưng mà bạn thì chưa dám, nên em vẫn tôn trọng bạn. Rồi cứ mỗi ngày em cứ khuyên bạn như vậy đó. Thì khi nào bạn quyết định thì bạn hãy gọi về cho gia đình yên tâm. Em thì em cũng buồn lắm. Mẹ em gọi điện chửi quá trời luôn. Sau khi Bo nghe cái cuộc gọi của mẹ em xong thì hầu như Bo luôn giữ trong người á, Bo không có nói cho em biết là nãy mẹ em gọi chửi anh gì gì đâu. Dạ. Yeah. Dạ Bo giữ trong người á. Em không hỏi là cũng không nói luôn là nãy mẹ chửi anh cái gì cũng không nói. Bo chỉ nói là nãy mẹ la anh chị như vậy thôi. Rồi em sắp xếp rồi em coi như thế nào, em nhắn tin liên lạc lại với gia đình để cho gia đình đừng có lo lắng. Cái cuộc gọi mà cảm thấy là em nhớ tới giờ thì cái cuộc gọi đó là tầm khoảng 45 tới 1 tiếng là mẹ của My là nó xuống cuộc. Mới đầu vô thì mẹ nói hỏi han em ở đâu, rồi nhẹ nhàng thôi, kiểu muốn nói rõ hơn là hai đứa đang ở đâu hay là ở cái địa điểm cũ là mẹ xuống đó. Em có nói có gì thì để con nói đưa điện thoại cho My để nói chuyện với bác.
nói qua nói lại cái mẹ nói không suốt luôn. Cái rồi bắt đầu cái giai đoạn cái từ 20 phút là mẹ chửi suốt luôn, ức chế xót con nữa, cho nên là không kiềm chế được cảm xúc mình. Trong cái 4 năm mà hai bạn ở chung với nhau ở Tiền Giang đó, cái cuộc sống nó phụ thuộc tài chính ở Bo hay là hai đứa cùng đi làm? Dạ, cả hai tụi em cùng nhau đi làm chị. Đi làm luôn. Dạ, trong khoảng thời gian đó thì em có ở chung với nội và một người bác của Bo. Thời gian đầu thì em đi làm, xong sau đó tụi em nghỉ về nhìn về về nhà, tụi em mở quán cà phê tại nhà bán. Trong cái quá trình dài ngày như vậy, em sống xa gia đình á, cái dấu cột mốc nào làm cho em quyết định quay về? Trong tầm khoảng 4-5 năm đó thì mặc dù mình được ở bên cạnh mình, người mình thương thiệt, nhưng mà tâm lý của mình lúc nào là cũng phải rất là nặng về gia đình. Hầu như là tối nào em ngủ em cũng mơ thấy cảnh mà mẹ giống như là mẹ rượt đuổi mình, mẹ bắt mình về vậy đó. Rồi lâu lâu mình mơ rồi mình cứ khóc, em cứ khóc hoài. Có một cái giấc mơ mẹ mơ hoài 4-5 năm, có một cái giấc mơ mẹ mơ hoài 4-5 năm. Em mới hỏi Bo là ủa em không hiểu tại sao mà có một giấc mơ mà sao em cứ mơ hoài. Em không muốn mình ở trong cái cảnh như thế này, giống như là về vừa xa gia đình mà còn không được gia đình chấp nhận á. Em không thích mình trong cái cảnh đó. Tới một ngày á thì em của em á mới nhắn tin là em sắp cưới thì mới tranh thủ mới về. Với lại ba mẹ thì bây giờ cũng đã đỡ hơn trước rất là nhiều, ba mẹ đã dễ hơn và hiểu cho My rồi. Thì tại vì trong thời gian đó em ở nhà thì em cũng có nói chuyện, hay là My cứ đi về đi, không có sao đâu, ba mẹ không có còn la hay là đánh như hồi đó đâu. Em nên là em trai hay em gái? Dạ em gái. Em gái luôn. Dạ, thì sau đó là em nghĩ là thôi bây giờ không lẽ mình cứ trốn như vậy hoài, cái gì cũng phải có rõ ràng cái đó. Đối mặt một lần. Dạ, mình phải chơi mình đối mặt với gia đình của mình. Em xin phép nội của Bo và gia đình của Bo em đi về. Em ngày đầu tiên mình gặp lại gia đình của mình, trước ngày em về khoảng 2 ngày á, em biết em sắp xa Bo rồi đó. Tại vì em về thì em biết gia đình em sẽ không chấp nhận, thì Bo bắt buộc Bo phải đi về lại Mỹ Tho. Là em khóc hết 2 ngày đó luôn. Trên đường từ Mỹ Tho về nhà là em khóc suốt đoạn đường. Đó là Bo đưa em lên đúng không? Dạ em khóc suốt đoạn đường luôn. Em về thì đầu tiên mẹ đang ngủ, em nó kêu mẹ là mẹ ơi My về rồi, ở nhà em tên My. Rồi mẹ mới từ trong nhà đi ra thì em gặp mẹ là em nghe em vỡ hòa luôn á. Mẹ mới kêu ba em ở trên lầu xuống, thì ba em cũng đang ngủ trưa. Em đi lên lầu thì em thấy ba đang chuẩn bị như là ba mặc đồ lại cho nó tươm tất để đi xuống, thì em ôm ba em khóc. Sau đó thì mẹ cũng hỏi em là tại sao lại đi bỏ đi như vậy, bỏ nhà đi như vậy, thì ba mẹ rất là buồn này kia, cái gì cũng phải nói rõ ràng ra. Ba mẹ nói là bây giờ ba mẹ sẽ không có khó khăn với lại em nữa. Rồi em của em thì có ngồi kế bên tâm lý cho ba mẹ em hiểu hơn á. Mà lúc đó có Bo đó không? Dạ có, Bo lúc đó thì Bo rất là buồn, Bo không có nói được gì hết. Là Bo ra mắt gia đình của em là dạ, lúc đấy luôn. Dạ lúc đó là em dắt Bo vô luôn á. Phản ứng của hai người lớn kia nhìn thấy Bo làm sao không? Lúc đầu em vô em thưa hai bác, thì hai bác cũng chào hỏi em, cũng không có đánh hay là xua đuổi gì em hết. Thì suốt quá trình thì ba mẹ hỏi han, hỏi thăm My rồi dự định tương lai như thế nào. Đó rồi có ở nhà đi làm ăn đàng hoàng. Đó rồi ba mẹ cho tụi em là làm bạn từ đó luôn. Làm bạn có nghĩa là em giống như em gài á, em nói là bây giờ nếu mà con về á, con về con kinh doanh với nhà luôn á, thì phải có một người hỗ trợ. Hỗ trợ con, tại vì một mình con thì con làm không có được. Đó thì ba mẹ em nói là ừ thì cho bạn con về là làm chung luôn, cả hai cùng làm. Có một điều mà nãy giờ anh thắc mắc hoài, trong 4 năm đó là mình không về với nhà mình một lần nào. Yeah. Anh chỉ muốn Nguyệt có nhớ lại cái cảm giác lúc đấy khi mà lễ Tết này, khi mà tất cả mọi gia đình đều sum họp, anh không tưởng tượng ra lúc đấy cái cảm xúc của em như thế nào luôn á. 4 năm em buồn lắm chị, tại vì trong khoảng 4 năm đó là hầu như tụi em đi làm mà đi làm khuya luôn á. Tụi em nhận những cái cứ làm thôi, cứ đúng quay là, quay vô em tập trung làm để mà lao đầu đi làm để mình không phải nhớ đến là bây giờ ba mẹ mình đang làm cái gì đang nhà mình đang chuẩn bị như thế nào. Suốt thời gian đó thì em của My, em của Nguyệt á không có gọi để dạ hai chị em có nói chuyện phải không? Dạ thì cũng có nắm được tình hình với nhau mà đúng không? Dạ có. Đó thì đâu phải có nhắn tin đâu. Qua lại em có liên lạc qua lại với em của em thì sẽ nói lại cho ba mẹ em. Đương nhiên, cho nên là người lớn cũng an tâm một phần rồi, cho nên là nhớ là nhớ nhưng mà mình biết ở nhà mình nắm được thông tin của mình nên là cũng không sao. Bây giờ thì cả hai ở cùng với gia đình của Nguyệt luôn. Dạ đúng rồi. Là sau cái đợt come out đấy luôn. Dạ đúng rồi. Mọi chuyện ổn hết chứ em? Không hẳn là em nói rõ cho ba mẹ biết là em với Bo quen nhau. Nhưng mà mọi người ngầm hiểu đúng không? Dạ đúng rồi. Thật ra thì đâu cần nói thẳng nữa đâu. Dạ em thấy mọi thứ bây giờ nó êm đềm như vậy là em hạnh phúc rồi. Đúng không rồi. Có phải như cái cảnh như lúc trước nữa. Với lại mình cũng không thể nào yêu cầu người lớn phải thừa nhận một cách thẳng thừng được. Dạ dạ. Tại họ cũng có những cái tự ái riêng của họ. Nghĩa là cái việc ngầm hiểu của bố mẹ đã là mình đã rất là cảm ơn rồi.
Dạ đúng rồi. Sau cái lần cơm ao đó thì mất bao lâu thì mình bắt đầu là dọn lên ở Nhật Nguyệt luôn? Khoảng một tuần lễ sau á. Tuần lễ sau là dọn lên để bắt đầu công chuyện làm ăn tới thời điểm bây giờ. Dạ đúng. Vậy là nhà Nguyệt cũng tạo điều kiện để cho hai người có thể có một cái cơ sở kinh doanh riêng ổn định đúng không? Dạ. Vậy là từ đó tới thời điểm bây giờ là mấy năm rồi? Gần một năm rồi. Dạ đúng rồi, gần một năm. Quen mới lên đây rồi. Sau 4 năm sống chung ở Tiền Giang rồi 1 năm về sống chung ở ở thành phố cùng với gia đình của bên vợ đi, nói thẳng là vậy, thì em có thấy tật xấu gì của vợ em không? Dạ tật xấu của My thì cũng khá là ít. Khá ít. Không có gì lắm. Nhưng mà có. Có. Quan trọng là chỗ đó đó. Cụ thể thì kể đi thoải mái. Đây là giờ giấc để mình kể đi anh. Lúc đầu quen My á thì My cũng biết nấu nướng nó ăn ấy, nhưng mà hơi bị vừa bột. Hơi bị vườn vườn dạ. Là bày ra nấu nhưng mà không có giỏi. Đúng rồi. Rồi phòng ốc thì có một số chi tiết nhỏ không được gọn gàng. Anh có cảm giác em bị ăn hiếp hay sao? Em kể xấu mà em kể bẽn lẽn quá à. Không sợ, em không làm gì đâu. Em đâu có làm gì đâu. Tính xấu của em để em tự nói luôn đi. Là em rất là nóng tính. Nóng tính? Dạ. Có thể đoán được. Em có đánh người không? Bực cái gì hay gì đó là như em chút hết vô mày. Là đánh kìa. Có nghĩa là không phải là đánh hay gì, nhưng mà giống như nhiều khi mình bực mình cái gì hoặc là ổng làm gì không vừa ý, làm cái gì mình cũng la ổng vậy đó. Còn gì nữa không? Bề bộn. Dạ bề bộn thì nhiều khi công việc của em là làm từ sáng tới tối nên nhiều khi cũng không có thời gian để sắp xếp, để quét dọn đồ này kia. Nhưng mà bù lại trong gia đình ổng có phải là cái người dọn dẹp nhiều không? Dạ dạ đúng, mà hầu như Bo thì là người rất là kỹ tính chị. Rất là kỹ tính luôn. Quần áo rồi phòng ốc rồi như thế nào là nó cũng phải sạch sẽ. Em mà để đồ mà sai vị trí một cái là ổng mà tìm không thấy là ổng la. Rồi còn gì nữa ông Bo? Dạ. Thế đó hả? Chỉ mọi cái đó thôi. Không dám nói thì nó cũng vậy đi. Tức là muốn giữ an toàn tiếng đúng rồi. Tật xấu của Bo đi. Dạ tật xấu của Bo thì em thấy hầu như là Bo không có. Nhưng mà Bo chỉ bị cái giống như là do quá kỹ chứ chị. Nên nhiều khi em để đồ mà không có đúng vị trí á, giống như ông để cái khăn ở đâu là phải cái khăn ở đó, cái lược đâu là phải vậy cái lược hả? Ở đó. Ôi dạ. Trời, áp lực. Ôi trời, áp lực thật sự. Dạ, móc khóa ở đâu là phải để đúng vị trí. Bo ơi, vừa thôi Bo thiệt. Tại vì nhiều khi ông kiếm đồ không có ra thì ông hay càm ràm em vậy thôi. Có những người rất là kỹ, em kể cho anh nghe, hồi xưa em học đại học á có một bạn kia thì ở chung với nhau đó là nam, hồi xưa là nam nha. Sao mà lại không nhau là hồi xưa em là nam. Đúng rồi, hồi xưa là nam. Nó ăn kỳ cái thổi hoài. Xong á, bạn kỹ tới nỗi mà đồ lót của bạn đó, bạn giặt xong bạn ủi xong bạn cuộn lại. Cái bạn để giống như bánh kẹt gì đó. Và ngày nào bắt đầu bạn đánh thứ vô. Trời ơi, kỹ cái mức độ như vậy là ngày đó phải mặc đúng hơn. Đúng cái đó đó. Có khi nào em đem giấu thử một cái không? Không, ông đội em cũng không dám đụng đồ của nó nữa. Và nó rất là cọc, kỹ như kiểu gì đó đáng sợ lắm. Mấy người đó là phải giấu bớt một cái xem người ta làm cái gì. Không, nó sẽ cuốn cuồng lên, nó hỏi, nó truy ra từ đứa luôn, kìa ghê lắm. Mà nó ăn, nói chung là đồ nó đi ra đường nó thẳng thớm, nó thẳng tưng gì đó. Mà em cũng không hiểu sao mà có một con người trên thế giới này là kỹ lưỡng tới mức độ mà tuyệt đối vậy. Bây giờ em giảm bớt rồi. Giảm bớt. Dạ, giống như bị cái bừa bộn của em nó làm hồi giống như bị la hoài bực mình quá, thôi giờ muốn để đâu để vậy đó, chứ hồi đó anh kỹ hơn. Mình mong muốn ở tương lai thì cái người bạn đời của mình có thay đổi gì không? Bớt cọc hay là bớt đánh người đó Bo? Chọi đồ á, chọi đồ. Thì mong muốn em là vậy. Chọi đồ luôn á hả? Nhiều khi em tức thì em cũng hay chọi, mà em không phải em chọi mấy cái đồ mà nặng dao nặng được đâu. Không vậy không? À, bớt nóng tính lại, rồi điềm đạm lại, rồi còn gì nữa không Bo? Bo muốn mong muốn gì nữa không? Ở Nguyệt. Hầu như là ở Nguyệt chỉ có như vậy thôi chị. Chỉ là tiết chế cái cảm xúc của mình lại thôi. Còn hầu ra là những cái việc khác là My thì ok hết. Còn Nguyệt, em mong muốn Bo thay đổi điều gì? Trong những cái kế hoạch mà tụi em đưa ra thì em hầu như là em sẽ dành cho Bo cái quyền để mà Bo được quyết định. Dạ, em muốn Bo là lúc nào cũng phải dứt khoát. Còn Bo quyết định cái gì rồi thì nó dứt khoát cái đó. Và mình đã có 6 năm bên cạnh nhau rồi, mình có những cái ước muốn gì cho tương lai của mình không? Em với Bo tính là mình sẽ dành dụng, có điều kiện thì mình sẽ mua một căn nhà, rồi mua xe. Cái gì cũng được rồi. Có nghĩa là ở với nhau và cơ mang được với gia đình bây giờ là có định hướng rất là rõ ràng cho tương lai nữa. Thì dĩ nhiên là tất cả những cái mục tiêu mà mình đặt ra được và mình đã đạt được những cái gì đó, thì mình sẽ cố gắng để tiếp được đạt được những cái phần lại. Thì hy vọng trong thời gian tới thì hai bạn sẽ có nhiều cái thành tựu. Thứ nhất là trong công việc làm ăn, thứ hai là trong hôn nhân sẽ tiến triển hơn, mình có một ngôi nhà riêng chẳng hạn. Cặp đôi này phải nói luôn mọi người, đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Các bạn phải vượt qua rất là nhiều rào cản để đến được với nhau, thời gian rất là dài. Cái mà Lộ cảm thấy là yêu thích và chỉ ngồi lắng
nghe thôi đó, là cái chặng đường của các bạn đi nó khá dài và các bạn vẫn giữ được lửa cho nhau đến cái ngày hôm nay để mình ngồi để mình chia sẻ. Thôi bây giờ mình hôn nhau đi cho mọi người thấy nha. Ừ. Em xin phép chị Lộ á, anh con. À, tự nhiên đi con. Giày vô nó báo kìa, nó báo cáo lên sếp luôn rồi đó. Trừ lương kìa. Dạ trừ lương mặt phục. Rồi khi mà tình cảm của em á, là có bao giờ bị từ chối không? Hay là mình có vẻ ngoài khá là cool nên là các bạn nữ sẽ chấp nhận nó? Chưa. Không. Dạ có bị từ chối. Và lý do tại sao từ chối? Kiểu tôi hỏi năm lớp 11 chia tay. Nhưng mà em ít khi nào cô người ta
học người ta của em luôn. Trời đất. Nhưng mà em có thật sự, từ trước tới giờ em có thật sự có tình cảm với một bạn nào mà thật sự luôn là trong lòng em cảm giác là em thương bạn đó? Ba bốn bạn. Em xác định luôn là em nhớ bạn đó và em rất rất là muốn nhìn thấy bạn đó, cũng như là muốn bạn đó nhắn tin cho mình. Có cái người như vậy không? Em có thể kể sức xương không? Từ chối mà thẳng thại, cho nên là bạn ấy chưa biết cái sự mất mát của tình yêu như thế nào. Người ta cảm thấy cái gì dễ quá thì đúng rồi, không có trân trọng nhiều. Cho nên là không, nói chung là chị mong em lại sẽ trân trọng cái tình cảm nó sớm nhất. Tại vì em biết sao không, tình yêu mà mình, khi mà mình kiếm được cái đối tượng mà mình có cái cảm giác mình yêu người đó và mình đồng hành với người đó, là nó là phải là một cái cảm giác nghiêm túc, chứ mình đừng có phải đâu yêu đó và sau này á mình bị cái tiếng, mang cái tiếng gọi là trời ơi cái thằng đó, tao biết rồi, hồi xưa nó quen tay có đó, nó không phải người tốt đâu. Và cái bạn gái của mình cũng sẽ sau này, nếu như mình yêu bạn đó thì bạn đó cũng có bị á, cũng bị lung lay, cũng bị sợ với em. Có người hiện tại của em thì em dành hết tình cảm cho bạn đó. Là kiểu như đi đâu hoặc là về nhà hoặc là làm gì em cũng nhắn tin cho bạn đó. Báo cáo. Giờ người ta trưởng thành rồi đó, chứ lúc đó là người ta còn trẻ trẻ, trơ trơ xíu. Dạ không, hồi xưa em quen ai cũng rất là muốn, em muốn đó. Vậy hả? Em nói một mình. Ít khi nào em nói một mình, trừ khi em ngủ. Nhưng mà có lúc chán thì nói làm sao với người ta để ý chia tay? Em còn để người ta chia tay. Ủa vậy hả? Dạ. Là nghĩa là bạn này sẽ ngại nói lời chia tay nhưng... Ảnh sẽ làm cho người ta chán ảnh. Sẽ làm cho người kia chán quá rồi buồn. Các mối tình cũ thì em có ấn tượng với cái mối tình nào nhất? Không, em chỉ ấn tượng với cái mối tình hiện tại. Hiện tại thì em kể luôn cho chị nghe. Như là 2021 là có, còn đúng không? 2022 trước 2022. Giờ là năm hỏi lúc đó là tháng 1 là em có chia tay bạn đó một lần. Xong thế còn như là em nhớ như anh luôn là ngày 31 tháng cuối là không giờ không sắp qua năm 2022 chị. Em chúc tin, em chúc mừng, chúc phúc bạn đó là sớm hạnh phúc nha. Cái đó cũng chạy dạy dạy cái hai đứa nhắn tin nhắn tin một tháng trời, sau cái hai đứa quay lại chúc hạnh phúc gì vậy? Em cũng biết, tự nhiên trong đầu em léo ra cái em phải, em thích bên này quá rồi. Mà trước em có biết chưa chồng em lúc đó bạn nó cua em luôn, bạn nó cua em cũng có ý định là em cũng thích bạn này. Nhưng mà em là người nói lời tỏ tình bạn đó. Sau khi em quen bạn đó 2 tuần, em cảm thấy trong đầu em kiểu như là vẫn còn luôn có người cũ, em không quên được cái cảm giác mà trước đây người cũ đá em nói gì. Cái tính của em hơi bị trẻ con ấy chị. Thế em sợ bạn này sau này nó cũng sẽ giống như bạn, bạn nó cũng không thích cái tính trẻ con. Nên là em chủ động đi chia tay bạn đó. Sau cái chia tay được 3 tháng, 2 tháng gì đó em tới ngày cái sắp qua năm mới một chút một phút người đó một cái em nhắn tin với bạn đó rồi em gạ nó đi kia xong một tháng trời em đúng rồi nhắn tin liên tục tháng trong khoảng thời gian mà hai bạn chia tay bạn kia có quen ai không? Em không biết, không biết em không, không quan trọng, không không quan trọng tư của bạn đó thì là các bạn hiện tại luôn. Chúc em hai em hạnh phúc nha và sẽ hiểu nhau nhiều hơn nữa. Và cho chị hỏi là cái phản ứng của bạn gái khi mà em nói là chia tay đột ngột với bạn ấy như vậy? Anh chắc chưa? Chắc là anh muốn chia tay chưa? Rồi sao em trả lời sao? Anh chắc rồi, tại vì bây giờ trong thời gian này thì anh không ổn định lại được tâm lý đâu. Tại vì anh sợ em cũng giống như những người trước, nên là chịu lại được. Chắc là sao cái hai đứa nhắn tin một cái ngày mà chia tay rồi đó, em không xóa, em không xóa cái gì hết.
người ta đã không xa nữa. Có nghĩa là người ta không cần tình cảm của bạn nữa. Các nhà nghĩ vậy. Chứ nếu như Hải đang còn tình cảm với bạn đó thì sẽ rất là buồn khi đọc lại những tin nhắn đó hay là nhìn những hình ảnh đó và sẽ tìm cách để xóa nó. Hai bạn đã quay lại và có tình hiện tại luôn rồi thì chắc em nghĩ là cái đó là một cái mà bạn muốn giữ để làm kỷ niệm. Thì vô tình là thì tại cái anh này anh cũng thương cô đó, anh chúc cô đó, thì rõ ràng hai người nó nhắn tin qua lại, hai người có tình cảm lại với nhau thì rõ ràng hai người không bỏ nhau được. Không, bạn đó lúc đầu vẫn chưa có tình cảm gì vậy hả? Cô dạ. Lại từ đâu hả? Dạ. Trời ơi em cực ghê chưa em, hai lần em cực ghê chưa? Dạ không, lúc đầu là bạn đã chủ động nhắn tin cho em. Bạn đã hỏi em là anh là con gái không? Tại vì em nói này em sợ anh buồn nên là có gì cho em xin lỗi. Bạn đó cũng biết em là tâm hồn, bạn đó biết em từ hồi lúc mà em mới chơi TikTok là tầm năm 2020. Là bạn đó biết em xong 2021 nó nhắn tin cho em. 2022 tôi biết. Bạn gái, cái người bạn gái hiện tại mà em quen đó là người duy nhất em công khai trên trên mạng xã hội cũng như là gia đình hay là đã có những bạn khác rồi? Dạ, bạn đó là người đầu tiên. Đầu tiên luôn? Dạ. Và gia đình em biết luôn đúng không? Dạ. Mấy bạn kia em cũng công khai bình thường nhưng mà gia đình em chắc cũng biết mà không ai lắm. Còn bạn này thì bạn em đặc biệt quan tâm. Giữa hai bạn thì có cái biến cố gì nó nặng nề mà để cho em phải nhớ phải không? Nói chung là phải nhớ mà trải qua để mình không có bị dướng mắc cái biến cố nữa. Dạ không, kiểu như bạn thì quan tâm em. Quan tâm một cách đặc biệt luôn. Là kiểu như em bị một chút xíu nhỏ mà bạn ấy cũng lo, mà bạn ấy sốt sắng hỏi em có sao sao để kia không. Là em cũng dần dần cảm nhận được cái em yêu bạn từ hồi lúc mà em có tình cảm thực sự với bạn từ hồi lúc em cua lại bạn. Và khi mà hai bạn quen nhau á thì cho chị hỏi luôn là hai bạn quen và bên gần đúng không? Xa. Xa hả? Xa thì cũng hơi khó gặp ha. Ở đâu lần mà xa? Phú Yên. Phú Yên xa thiệt nha. Xa thiệt, chị tưởng đâu của chị Úc Môn mà em ở đâu quận nhất hay gì thì cũng không tới nổi. Nhưng mà ở đó thì xa thiệt. Mình sẽ hỏi bao lâu hai bạn gặp nhau một lần? Dạ, hồi lúc trước khi mà em còn học 12 thì 4 năm rồi tụi em mới gặp nhau. Sau khi mà em lên Sài Gòn thì gặp nhau rồi đi chơi bạn bè rồi lúc đó là chắc cũng thích dữ ha. Rồi có cái kỷ niệm nào đó mà em đi chơi với bạn đó mà em nhớ không? Em đi chơi với bạn đó thì em nhớ nhất là cái lần đầu tiên em ra gặp bạn đó. Bạn đó cho em ở Vincom đợi 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, chắc đợi bạn bắt make up á. Dạ, đợi bạn make up xong rồi kiểu đó là đầu nhà em có đám, anh đợi em xíu em ra liền. Ra tới 3 giờ chiều nó mới ra tới. Mà trong khi đó hẹn em là 1 giờ đi. 1 giờ em ra. Ra tới là 12 giờ. Tại em sợ bạn không biết em ở đâu. Là ra sớm đón bạn. Cái bạn cho em 3 giờ. Em đứng ngay cầu thang em đợi. Bạn vừa thấy em chạy. Chạy ra? Không, bạn chạy trốn. Chạy trốn? Sao chạy trốn gì? Em chưa tô son nữa. Anh đứng đây anh đợi em làm gì vậy? Đầu tóc em chưa bụng. Cái dẫn nó lên nhà vệ sinh không để đợi mình đó trên điểm rồi hai đứa mua vé xem phim vào xem phim. Xem phim ở đó. Dạ. Còn cái kỷ niệm nào đáng nhớ nữa không, ngoài xem phim ra là lần đầu tiên rồi? Sinh nhật bạn là sinh nhật bạn trời mưa tầm tảo. Em chở bạn từ trong thành phố để về cái chỗ mà bạn tổ chức sinh nhật. Xong ngồi đó đợi gần cái nữa. cái tình cảm là tình cảm đợi á. Tỉnh dậy, tỉnh táo lên. Khi mà gặp nhau đi chơi như vậy á, không biết là ba mẹ của mình á, ba mẹ của em á có biết là em đi chơi với bạn đó hay không? Tại vì khi mà con của mình đi ra khỏi nhà mà đi quá dài ngày rồi là qua đêm thôi là cảm thấy rất là lo rồi đó. Lần đầu tiên em ra Phú Yên bị thằng em của em bắt lẻo, nó là nó coi mấy em xong nó hai Phú Yên mà bị mẹ em nghe thấy. Em tối là hết lấy gọi điện mày đang đâu mày khai thiệt tao đi mẹ có tiền về không con đang ở Sài Gòn nè có clip đang đi bộ không bộ mà cái clip em quay tình hồi em lên Sài Gòn em chỉ thi đánh giá để thi đại học dạ xong cái em quay em gửi cái chồng em hồi vậy được mày vậy đúng không cái đó là clip xạo đúng không chứ còn
Ví dụ như những cái clip mà những cái clip mà thiệt thì em đâu có đăng. Dạ không, em không có đăng. Em về em lóc sạch bố em trên Facebook. Trời, nhưng mà còn người thân em ơi, còn bạn bè nữa, người thân. Bạn bè em người thân biết, còn người thân không phải các bạn không biết em cho. Vậy hả, em không cho ai hết luôn, dạ. Chỉ là chế độ bạn bè thôi. Dạ, không khai luôn. Không khai luôn hả? Không phải điện thoại Facebook em cho. Hay dữ ha, chắc để cái tên cũng bí ẩn lắm đó. Dạ, để tên thiệt luôn. Ủa, vậy luôn hả? Dạ. Không có thèm gì, thèm kiếm. Dạ không. À, cho chị hỏi nha, cái phản ứng của ba mẹ của em khi mà nhận được cái clip đó đó, thì ba mẹ em nói cái gì? Có đợt em ra phát biểu hồi gần đây, em dẫn bạn đi chơi xong cái em tranh bộ em về Sài Gòn. Em lên cái clip em đi chơi với bạn đó, cho ba mẹ có. Em gửi cho mẹ em xin không ra gì chơi. Mà quay qua nói với em, nó mới gửi hình nói với bộ tao cho con, hai con đi đi đâu vậy? Con ba hay gì đó. Em gửi ba hỏi, dễ thương bạn. Hai con điên xong hết. Chỉ là